Phương Thúy xin trân trọng giới thiệu tập số 50 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Vương, tác giả Phương Thốn Sơn. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà cụ nhà họ Tiêu và Tiêu Quốc Nguyên còn chưa kịp đắc ý thì khiến cho Tiêu Quốc Nguyên và bà cụ nằm mơ cũng không thể nghĩ đến chính là giọng nói âm trầm mà lạnh lùng như băng của tiêu quốc nguyên vừa dứt thì đột nhiên có một giọng nói càng thêm âm trầm càng thêm lạnh như băng đột ngột vang lên ở phía sau bọn họ thật sao ông đã muốn bắt sống tôi như vậy tôi đây không chết đối với ông mà nói hẳn là một chuyện tốt đấy chứ giọng nói này tại thời điểm này đột nhiên truyền đến vào trong lỗ tai của tiêu quốc nguyên và bà cụ nhà họ tiêu giống như là đến từ địa ngục cửu u không phải nói có bao nhiêu tính nó khủng bố quả thật đúng là hù chết người không đền mạng không đợi tiêu quốc nguyên và bà cụ nhà họ tiêu xoay người nhìn một thanh đao thép liền đâm xuyên thân thể của tiêu quốc nguyên đâm vào từ phía sau lưng đâm ra từ phía trước ngực lưỡi đao dài 20 cm sắc bén vô cùng lộ ra bên ngoài dính đầy máu của tiêu quốc nguyên máu tươi dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bị lưỡi đao hấp thụ vào trong bảo đau có thể uống máu tất nhiên chính là bảo đau lang đồ của tiêu nhất thiên mày mày toàn thân của tiêu quốc nguyên cương cứng tại chỗ trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ phẫn nộ tuyệt vọng không cam lòng cùng với không thể tin được sự sống nhanh chóng tiêu tan người được hơi thở của cái chết nghiến rằng nói mày chưa chết ông ta không còn lời nào để nói đến như vậy mà còn không giết chết được tiêu nhất thiên đúng tôi chưa chết. Tiêu Nhất Thiên hử lạnh nói, chẳng qua là ông nắng phải chết. Trong phút chốc, lời nói vừa dứt, một luồng minh kình từ trong bào đao lang đồ tiến vào bên trong cơ thể của Tiêu Quốc Nguyên, rồi đột ngột nổ tung máu thịt bay tung tóe, khiến cho Tiêu Quốc Nguyên chết ngay tại chỗ. Ở khoảng cách gần như thế, bà cụ bị dư chấn của minh kình hất bay ra ngoài, bay xa 10 mét, sau đó ngã bịch một tiếng, mặt đối mặt với đường đá cuội phun ra một ngụm máu già vụ nổ vừa rồi quả thực có chút kịch tính cũng may là tiêu nhất thiên đã chính thức tiến vào minh cảnh nếu không trước khi phá đi sự rào càn gặp phải quả bom thì không bị bom giết nhưng mà có thể bị thương mà hiện tại bình yên vô sự nguyên vẹn không bị tổn hại tiêu nhất thiên mang theo bào đao lang đồ đi đến bên cạnh bà cụ nhìn xuống bà ta chĩa lưỡi đao sắc bén vào cổ của bà ta mà ngân ngàn nói bà còn có thủ đoạn nào khác không? Bà cụ tái mặt khóe miệng có vết máu, đôi mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên vẫn đầy sát khí nồng đậm. Thay vì cầu xin, bà ta nghiến ra nghiến lợi nói. Cậu không thể giết tôi. Về chuyện 5 năm, năm trước, tôi có câu trả lời mà cậu muốn. Tôi chết rồi, cậu sẽ không bao giờ tìm ra được sự thật đâu. Không thể không thừa nhận, mặc dù bà ta độc ác và tàn nhẫn, nhưng bà ta rất thông minh. Bà ta biết Tiêu Nhất Thiên muốn gì, và bà ta biết mình phải mặc cả những gì để cứu lấy tính mạng cho nên ngay cả khi thua cuộc thất bại hoàn toàn bà ta cũng phải oai phong lẫm liệt bà ta đang đánh cược đặt cược tiêu nhất thiên sẽ không giết bà ta không dám giết bà ta ít nhất bây giờ sẽ không bây giờ vẫn không dám vậy sao tiêu nhất thiên không chút do dự giơ bào đao trong tay lên nhấc bào đao long đồ đâm thẳng vào bà cụ cậu trong phút chốc bà ta tròn tròn mắt, tràn đầy kinh hãi. Không còn có thứ gì gọi là tự tin của lúc trước nữa. Hoảng loạn, thức muốn mở miệng cầu xin. Nhưng... đã muộn rồi. Tiêu Nhất Thiên không cho bà ta cơ hội để nói lại. Với một tiếng bàng, lưỡi đao của báo đao lang đồ đập vào đầu của bà ta. Đập bà ta ngay tại chỗ. Tiêu Nhất Thiên không giết bà ta. Bởi vì bà ta nói đúng, Tiêu Nhất Thiên phải điều tra rõ sự thật về sự việc 5 năm trước. Sự thực từ chỗ của bà ta cần một câu trả lời. Đây cũng là lý do tại sao tất cả những người con của nhà họ Tiêu, bao gồm cả Tiêu Quốc Nguyên, đều chết một cách thê thảm. Chỉ có bà ta là người duy nhất, sống sót đến cuối cùng. Bà ta đối với Tiêu Nhất Thiên mà nói vẫn còn giá trị. Tiêu Nhất Thiên cúi xuống, cầm báo đao lang đồ trong tay phải, tay trái nắm lấy vai của bà ta, giống như một con chó chết, mang theo bà ta đã bất tỉnh nhân sự, rời khỏi biệt thự nhà họ Tiêu. Mục tiêu tiếp theo là nhà họ Lâm, Lâm Ngạo Bình. Ở một bên khác, Hoác Mãng và Đế Hạo mang theo người vội vàng chạy đến trên đường cao tốc. Vừa mới khám nghiệm thân thể của đoàn anh Tú xong, liền nhận được điện thoại của lão phu nhân. Biết tin Tiêu Nhất Thiên đến nhà họ Tiêu, tên khốn kiếp. Đêm này nhất định phải lột sạch da của người tận mắt chứng kiến những cái chết hàm thương của những con hồ vằn đen và con thằn lằn vầy đen hoặc mãng càng tức giận ý định giết người cuồn cuộn ngất trời sau khi biết được tung tích của tiêu nhất thiên hoặc mãng gào thét không nói hai lời càng người lần nữa hóa thành dư ảnh thúc giục tốc độ đến cực điểm gần như là điên cuồng hướng về phía biệt thự của nhà họ tiêu thực tế lúc trước bà cụ từng dọa tiêu nhất thiên bà ta càng hoảng sợ từ ngã tư đường cao tốc đến biệt thự của Tiêu Nhất Thiên, cách đó mấy chục km, cho dù với tốc độ của ám cảnh viên mãn cũng phải mất ít nhất khoảng 20 phút. Trong vòng 10 phút sau, căn bản là không có khả năng đến được, cho nên khi Hoắc Mãng và Đế Hạo đem theo người vội vàng đến biệt thự nhà họ Tiêu, Tiêu Nhất Thiên đã đi rồi. Bên ngoài biệt thự đã đông đúc người qua lại náo nhiệt nói chuyện. Người đông nghìn nghịt, ở thủ đô nhà họ tiêu có thể coi là một đại gia tộc lớn bậc nhất tài sản thương mại vô cùng hùng hậu mối liên hệ giữa các cá nhân là vô cùng phức tạp những đứa con của gia tộc còn là những cao thủ tuy nhiên ai có thể nghĩ tới tối nay chỉ qua một đêm nhà họ tiêu ở thủ đô đã hoàn toàn bị lật đổ tất cả các cao thủ trong gia tộc đều bị chém chết trong số các gia tộc lớn ở kinh thành sẽ không còn nhà họ tiêu nữa sau đêm này mất đi nơi trú ngụ của những cao thủ trong cõi tối tăm chỉ dựa vào sự sống còn của nhà họ tiêu ngay cả tài sản của dòng họ tiêu ở khắp cả nước cũng không thể bảo toàn sẽ bị đối thủ ăn thịt cướp đoạt và chiếm giữ kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu những gì ở cái thế giới này điều hành là luật rừng tàn nhẫn không có tình người cút ra cút hết ra cho bản vương tiếng gầm của hoắc mãng giống như là một tiếng sấm giận dữ chói tai khiến cho mọi người xung quanh hoảng sợ chưa kịp nhường đường hoặc mãng với khí thế giết người đã lao vào đám người. Trong số những người đó, phần lớn đều là những người bình thường đến xem náo nhiệt, làm sao có thể chịu được sự va chạm bừa bãi của một siêu cao thủ như Hoắc Mãng của Minh Cảnh chứ? Chỉ cần năng lượng hắc ám cường đại bộc phát ra khỏi cơ thể của Hoắc Mãng, liền gợi lên từng đợt sóng gió, giống như là gió mùa thu quét lá rụng, khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều bay đi, trong nháy mắt, một đám lớn bay tới một lối đi rộng chừng 5 mét đột ngột được thông qua. Những người xung quanh căn bản là không nhìn thấy rõ dáng vẻ của Hoắc Mãng trông như thế nào. Hoắc Mãng đã xông thẳng vào trong biệt thự của nhà họ Tiêu rồi. Đế Hạo mang theo người theo sát phía sau. Bên trong biệt thự của nhà họ Tiêu, tiếng khóc xé lòng vang vọng cả bầu trời đêm. Sau khi Tiêu Nhất Thiên rời đi, những người trong nhà ra chiến trường đầy xác chết, gào khóc thảm thiết, vừa tìm kiếm chồng con và bố của mình. Nhưng bởi vì trận bom vừa rồi của bà cụ, trời sập đất sập, thay vì giết chết Tiêu Nhất Thiên thì rất nhiều xương cốt của con cháu nhà họ Tiêu đã bị nổ tung. Trong sân chỉ còn lại một cái hố khổng lồ đường kính 10 mét, mà trong cái hố khổng lồ đó vẫn còn có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, có khói bốc lên, không khí tràn ngập mùi khét nồng nặc, mùi thật kinh tởm, nhìn qua thật bi thương, nhưng hoặc mãng tràn đầy tức giận, đằng đằng sát khí đi tới, hơn nữa, hắn giết người không ghê tay lại không phải là người tử bi. Cho nên, nhiễm nhiên liếc nhìn cảnh tượng thê thảm trong biệt thự. Hoặc mãng thản nhiên túm lấy một người phụ nữ chạc 30 gắt gao hỏi. Tên khốn kiếp tiêu nhất thiên kia ở đâu? Người phụ nữ này mắt đã sưng vì khóc. Lúc này trái tim như đã chết. Đối mặt với hoác mãng, người giống như dã thú, đôi mắt của cô ta trống rỗng. Thay vì hoảng loạn và sợ hãi, cô ấy chỉ lắc đầu, nghẹn ngào nói. Đi rồi, đã đi rồi. Khoác mãng hỏi, đi bao lâu rồi? Anh ta đi đâu? Người phụ nữ nói, 10 phút, rốt cuộc là đi đâu rồi thì tôi không biết. Hoác mãng ném người phụ nữ xuống đất, sau đó quay sang đế hạo ở phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói. Điều tra, lập tức để cho người của ngươi đi tra, ngay bây giờ dù có lật tung cả thủ đô cũng phải tìm được tên khốn kiếp đó cho tôi đế hạo gật đầu lúc này rất nhiều người của nhà họ tiêu đều nhận ra thân phận của đế hạo vì vậy không hẹn mà cùng vây quanh đế hạo cách đế hạo vài mét quỳ xuống khóc lóc nói thái tử điện hạ ông là thái tử điện hạ của đại hạ quốc nói xong tất cả mọi người đều tuyệt vọng mà lại đế hạo về công đế hạo là thái tử đông cung của nước đại hạ có trách nhiệm và nghĩa vụ phải duy trì công lý, thay người dân nói rõ. Về tư, lão phu nhân lúc trước đã nương tay với đế hạo rồi. Bây giờ nhà họ tiêu đã bị tiêu diệt, đế hạo nên cho bọn họ một lời giải thích. Cho nên đế hạo trầm giọng nói. Tên súc sinh tiêu nhất thiên, ở thủ đô dưới chân hoàng chủ Hắn ta thật sự đã làm chuyện táng tận lương tâm như vậy. Người và thần đều phẫn nộ, trời đất không tha. Không chết, không đủ để an ủi lòng người. Không chết, không đủ để an ủi vong linh của người nhà họ tiêu mọi người yên tâm nhân danh thái tử tôi cam đoan với mọi người nhất định sẽ bắt được tên xúc sinh tiêu nhất thiên đưa ra công lý cho mọi người một lời giải thích cũng cho gia tộc đã chết của nhà họ tiêu một lời giải thích một vài từ nói ra thật rõng rạc hùng mạnh oai phong lẫm liệt giọng nói của đế hạo vang lớn như chuông đồng cố tình nói to lan rộng ra một vài mét không chỉ ở trong biệt viện của nhà họ tiêu mà ngay cả đám người đứng xem bên ngoài biệt thự cũng sẽ nghe rõ hiển nhiên điều mà đế hạo giỏi nhất chính là chơi quyền lực và lấy lòng người đây là mượn giao của tiêu nhất thiên nhân cơ hội này mà lập uy lập tín muốn thiết lập một hình ảnh tốt trong trái tim của người dân ở thủ đô người chiến thắng có được thế giới tuy nhiên Điều mà Đế Hạo không ngờ là nghe được lời hứa đầy ẩn ý và lời tuyên bố đầy oai hùng của anh ta, những người nhà họ Tiêu quỳ xuống trước mặt anh ta, không hề tỏ ra biết ơn như anh ta mong muốn, ngược lại, một trong những bà lão hét lớn, xin thái tử điện hạ xem xét, người chúng tôi muốn, người muốn không phải là Tiêu Nhất Thiên, mà là người cầm đầu của nhà họ Tiêu, lão phu nhân máu lạnh, là bà ta chính bà ta đã tự tay giết chết con trai và cháu trai của chúng tôi hủy hoại nền tảng của gia tộc nhà họ tiêu chúng tôi làm tan nát cơ nghiệp của gia tộc nhà họ tiêu chúng tôi giọng của bà ấy cũng réo rắt lời vừa dứt bên ngoài biệt thự có một cuộc náo giữa đám đông vậy sao đế hạo tim đập thình thịch lông mày lập tức cau chặt lại sắc mặt trở nên lạnh lùng có chút không vui trầm giọng hỏi ý của bà là gì chẳng lẽ hung thủ xông vào biệt thự nhà họ tiêu giết người không phải là tiêu nhất thiên sao ông ta vừa nói sẽ trừng trị nghiêm khắc tiêu nhất thiên báo thù cho nhà họ tiêu lập tức nhảy ra một bà già chống lại ông ta đây không phải là trước mặt mọi người phá bỏ bụng giàng của ông ta rồi tát vào mặt ông ta hay sao người giết người là tiêu nhất thiên không già bà lão đó nói tất cả mọi người trong thành phố này đều biết năm năm trước tiêu nhất thiên bị lão phu nhân đuổi đi tống vào nhà giam bố cậu ta là tiêu thanh sơn biến mất mẹ cậu ta là đỗ thanh trúc chết thàm cậu ta và nhà họ tiêu của chúng tôi không đổi trời chung cho dù cậu ta không giết chúng tôi chúng tôi cũng sẽ giết cậu ta nhà họ tiêu chết trong tay kẻ địch thua kém người ta chúng tôi thua chúng tôi thừa nhận nói đến đây bà ta duỗi ngón tay của mình chỉ về phía xác chết ở khắp mọi nơi sau đó quay đầu lại nói Tuy nhiên, những người nhà họ Tiêu hôm nay chết ở đây, có một số là do Tiêu Nhất Thiên giết, phần lớn còn lại là chết thảm thương bởi vũ khí giấu của lão phu nhân. Lão phu nhân ích kỷ, máu lạnh tàn nhẫn, tự tay hủy hoại tính mạng của những người nhà họ Tiêu này, vì thế bọn họ bị chết oan. Xin Thái tử điện hạ thay chúng tôi làm chủ, đi tìm Tiêu Nhất Thiên về phần lão phu nhân để bà ấy quỳ trước mộ của những người nhà họ Tiêu này mà sám hối. Nói xong, bà lão quỳ dưới chân của đế hạo gục đầu xuống. Xin thái tử điện hạ thay chúng tôi làm chủ. Xin thái tử điện hạ thay chúng tôi làm chủ. Xin thái tử điện hạ. Hầu như tất cả những người có mặt ở trong nhà họ tiêu đều chứng kiến cảnh tượng thảm thương và tận mắt chứng kiến hành vi đê hèn của bà cụ. Vì vậy, sự căm ghét của bọn họ đối với lão phu nhân thậm chí còn vượt qua cả tiêu nhất thiên. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của đế hạo trong phút chốc đen lại. Đầm lao thì phải theo lao, xấu hổ vô cùng. May mà đúng lúc này, một người trong ám cảnh viên mãn tiến lại nói nhỏ. Điện hạ vừa mới nhận được tin tức, Tiêu Nhất Thiên mang theo lão phu nhân của nhà họ Tiêu đến nhà họ Lâm. Tên cao thù ám cảnh viên mãn vừa dứt lời nói, hoặc mãng đã lập tức hóa thành một dư ảnh, nắm lấy cửa đi thẳng đến biệt thự nhà họ Lâm. Lần này tuyệt đối không thể để Tiêu Nhất Thiên chạy. Đế hạo không nóng này như vậy, anh ta đương nhiên là biết vì sao Tiêu Nhất Thiên lại đến nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm đó là phe của đế khâm, là đối thủ của đế hạo. Cho nên, đế hạo muốn tới đó muộn một chút, để Tiêu Nhất Thiên giết người nhà họ Lâm một hồi, giết bao nhiêu người cũng được. Tốt nhất là giống như nhà họ Tiêu, tàn sát tất cả các cao thủ ám cảnh viên mãn của nhà họ Lâm. Đế hạo cúi đầu liếc nhìn người nhà họ Tiêu đang quỳ dưới chân mình, sắc mặt u ám trầm giọng nói. Chúng tôi đã tìm được tung tích của Tiêu Nhất Thiên, lập tức đi đem người trở về. Nếu như chúng tôi bắt được Tiêu Nhất Thiên, cứu lão phu nhân, đến lúc đó, dù sống hay chết, bàn thái tử đây cũng sẽ đưa lão phu nhân về cho các người. Lời thì nói như vậy, nhưng trong lòng của đế hạo lại chế nhạo những người nhà họ Tiêu này, gia tộc bị phá hủy, lại còn giảng về cái gì mà giang hồ đạo nghĩa, thật là cứng đầu nhà họ tiêu đối với đế hậu mà nói đã hoàn toàn mất đi giá trị sử dụng vì vậy tự sinh tự diệt đi cảm ơn thái tử điện hạ cảm ơn thái tử điện hạ giữa lòng biết ơn của người nhà họ tiêu đế hậu quay lưng bỏ đi cùng một số người của ám cảnh viên mãn giống nhau cũng lao thẳng về hướng của biệt thự nhà họ lâm Tại thời điểm đó, trong dinh thự của lục hoàng tử Đế Khâm, bên trong đại điện sáng rực rỡ, Đế Khâm ngồi ở vị trí đầu tiên, Lâm Thanh Uyển ngồi ở vị trí bên cạnh. Đối diện bọn họ là một đám cao thủ ám cảnh viên mãn đang đứng cùng kính. Có khoảng 40 người. Trong số họ, đứng đầu là hai vị trưởng lão của ám cảnh viên mãn. Mà hai vị trưởng lão này chính là hai người đã đi theo Lâm Thanh Uyển đến Giang Nam tham gia đấu giá ngầm. Nhà họ Lâm ở thủ đô có tổng cộng 4 ám cảnh viên mãn. Ngoài hai vị trưởng lão trước mặt, còn có một người ở lại nhà họ Lâm không có tới. Người kia giống như tổ tiên của nhà họ Đoàn ở Giang Nam, là cường già cuối cùng trong ám cảnh viên mãn của nhà họ Lâm ở thủ đô, phụ trách ở thủ đô. Còn thiếu một người đâu. Đê Khầm liếc nhìn nhóm cao thủ ám cảnh viên mãn đang đối diện với ánh mắt của mình sự chú ý của ông ta rơi vào hai trưởng lão ám cảnh viên mãn đang đứng ở hàng ghế đầu tiên trong trận chiến ở trên núi vạn nhân. về đế khâm bị tổn thất nặng nề, bây giờ đế khâm khẩn cấp cần tăng cường sức mạnh của bản thân. ám cảnh viên mãn có rất nhiều người mạnh, tác động lớn nhất đến tình hình đối với giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ của ám cảnh viên mãn không thể thiếu đế khâm. điều này Hai vị trưởng lão ám cảnh viên mãn nhìn nhau trầm giọng nói. Lục Hoàng tử điền hạ. Ông già đó là trung thành với Lâm Ngạo Binh, không chịu nghe lời khuyên của chúng tôi. Không muốn tới. Vài năm nay, bởi vì Lâm Thanh Uyển đã ôm được đùi của đế khâm, Ngoài ra, quan hệ cha con với Lâm Ngạo Binh ngày càng xấu đi, nhà họ Lâm ở thủ đô cũng mờ nhạt chia thành hai phe. Một phe ủng hộ Lâm Ngạo Binh, phe còn lại thì ủng hộ Lâm Thanh Uyển 40 người đứng đây đều là người ủng hộ Lâm Thanh Uyển. Vậy sao? Lâm Thanh Uyển cười nói, không tới thì đừng có tới, nếu đã muốn chết. <laughs> vậy thì để ông ta đi cùng với người bố đáng thương của tôi, cùng nhau gánh lấy cơn tức giận của Tiêu Nhất Thiên, cùng nhau đi vào chỗ chết. Tùy tiện nói, dường như đang kể một câu chuyện cười vậy. Mọi người đều biết, đó là sau khi Lâm Thanh Uyển và Đế Khâm biết Tiêu Nhất Thiên đã đột nhập vào nhà họ Tiêu và tham sát họ sau đó mới gọi cho hai vị trưởng lão yêu cầu bọn họ tới hỗ trợ lâm thanh uyển rút khỏi biệt thự nhà họ lâm đến dinh thự của đế khâm bởi vì lâm thanh uyển biết tiêu nhất thiên đột nhiên xuất hiện bây giờ anh đã bắt đầu hành động trả thù của mình nếu đã tàn sát nhà họ tiêu trong một cú ngã sẽ không bao giờ tha cho nhà họ lâm sẽ không tha cho lâm ngạo binh tiêu nhất thiên muốn giết lâm ngạo binh cô ta không ngăn cản cho nên Cô ta vừa rút người của mình về trước thời hạn, sau đó ngồi trên núi nhìn hồ đánh nhau, mượn tay tiêu nhất thiên, loại bỏ phe phái của Lâm Ngạo Bình. Người đẹp mưu mô, âm hiểm độc ác, cho dù là bố của mình thì cũng tuyệt đối không nương tay. Các người lui xuống nghỉ ngơi đi. Đế Khâm xua tay nói, sau đêm nay, phe của Lâm Ngạo Bình sẽ bị tiêu nhất thiên tiêu diệt. Sáng sớm ngày mai, các người trở về nhà họ Lâm chính thức tiếp quản toàn bộ tài sản của nhà họ Lâm. Thành Uyển từ nay sẽ là chủ của nhà họ Lâm. Xét cho cùng, nhà họ Lâm ở thủ đô nhận được sự giúp đỡ lớn nhất từ Đế Khâm. Việc Đế Khâm từ bỏ Lâm Ngạo Binh cũng là một động thái bất lực. Bên cạnh Đế Hạo còn có Hoắc Mãng, ông ta đã gặp bất lợi trong cuộc chiến giành giật. Đương nhiên, lúc này không thể giải cứu Lâm Ngạo Binh đi chiến đấu với Tiêu Nhất Thiên Không đáng. Hơn nữa, Tiêu Nhất Thiên tàn sát toàn bộ nhà họ Tiêu trong một cú ngã. Nhưng chỉ tiêu diệt phe Lâm Ngạo Bình, con Lâm Thanh Uyển. Sinh lực của nhà họ Lâm vẫn còn, so sánh rõ ràng đế hạo có phần thua thiệt hơn. Vâng, hai ông già kính cần tuân lệnh. Sau đó, dẫn theo 40 vị cao thủ của ám cảnh viên mãn rời khỏi hội trường. Ở một bên khác, vị cao thủ ám cảnh viên mãn trong biệt thự của nhà họ Lâm đã sơ tán trước gần một nửa chỉ còn có một cường già trong ám cảnh viên mãn. Nên sau khi Tiêu Nhất Thiên đột nhập vào biệt thự của nhà họ Lâm, chưa đến 5 phút, đã có thể dễ dàng giết chết hàng chục người, bao gồm cả tên cường già ám cảnh viên mãn. Sau đó, bắt sống Lâm Ngạo Bình. 5 phút, tốc độ quá nhanh, thời gian quá ngắn, nên khi hoác mãn cố hết sức, lao đến biệt thự nhà họ Lâm, gã lại bay vào hư không. thẳng khốn kiếp, phổi của hoác mãn gần như bị nổ khí, dưới cơn thịnh nộ Cả người của Hoác Mãng giống như là dã thú điên cuồng, hắn phát động thảm sát, tiêu diệt người trong nhà họ Lâm, trong một hơi giết chết cả trăm người để chút giận trong lòng, Tiêu Nhất Thiên giết người, còn điểm mấu chốt và nguyên tắc của riêng mình, không phải là ám cảnh cao thủ thì không giết, phụ nữ già yếu và trẻ em không giết, những người không chủ động tấn công mình không giết. Theo nguyên tắc ba không giết này, hàng chục người chết dưới lưỡi kiếm của Tiêu Nhất Thiên thực sự là những cao thủ của nhà họ Lâm. Những người trung thành bảo vệ Lâm Ngạo Bình, còn những người nhút nhát cũng như những người của nhà họ Lâm vẫn còn sống. Nhưng sau đó, hoắc mãng không như thế. hoắc mãng điên cuồng, nhìn thấy người trong tầm mắt thì giết chết. Bất kể đối thủ là thân phận, tuổi tác, sức mạnh ra sao. Hắn đều không thể để ở trong mắt mà tàn sát một lũ khốn kiếp giống như tên khốn nạn Tiêu Nhất Thiên nên chết. Khi Đế Hạo dẫn người tới, biệt thự của nhà họ Lâm gần giống như là biệt thự của nhà họ Tiêu trước đó còn khổ hơn, một mớ hỗn độn, xác chết ở khắp mọi nơi. Những người bị Tiêu Nhất Thiên buông tha hầu như đều bị hoác mãng giết chết. Ngay cả Đế Hạo cùng với những người khác nhìn thấy cũng không khỏi có chút sừng sốt, tâm nội tâm kinh hãi. 8 giờ 30 tối, tiêu nhất thiên giữ bà cụ đang ngất xìu và lâm ngạo binh đang sống giờ chết giờ xuất hiện ở dưới chân núi vạn nhân như một bóng ma lặng lẽ đi vào núi vạn nhân lao thẳng về phía cửa hàng ở lối vào hồ văn đen vẫn ở đó gầm lên nhìn thấy tiêu nhất thiên hồ văn đen gầm thép mắt hồ sáng lên lập tức đứng lên chào hỏi tiêu nhất thiên lắc lắc đầu hồ lắc lư cái đuôi hồ cái mông to lớn vằn vằn vèo vèo nó giống như là một con búp với cái đuôi của nó vẫn đang vẫy. Vinh quang trước đây đã hoàn toàn biến mất bởi Hà Bà Tiêu Nhất Thiên đá vào mông hồ vằn đen mắng. Cậu, cái thằng nhóc thối đang khoe mẽ ở trước mặt tôi sao? Người của tôi lại dám làm như thế này? Tin hay không? Tôi vặt đầu hồ của cậu, lột ra hồ của cậu, băm thịt hồ nướng cậu không hả? Hồ vắn đen sợ hãi rụt cổ lại. Cậu nhóc này là một linh thú, hiểu tính người, vừa nãy nó chỉ lao theo mệnh lệnh của tiêu nhất thiên trở thành con thú yêu thích của tiêu nhất thiên nó không ngần ngại hạ mình và mặc vào đó là một tư thế đặc trưng của pup rõ ràng là nó muốn lấy lòng tiêu nhất thiên bằng cách này tuy nhiên tiêu nhất thiên hoàn toàn không thích bộ dạng này nữ tính và do dự tiêu nhất thiên liếc nhìn vài cái cả người đều nổi ra gà nhìn thấy tiêu nhất thiên đi về phía hang động ở phía sau mình con hồ vằn đen hiểu ý của tiêu nhất thiên vì vậy miệng của con hồ mở ra răng nành lần nữa phát ra tiếng hồ gầm kinh thiên độc địa lần này âm thanh truyền đi vài cây số quyền năng ngang ngược chìm buồng và thú dữ chạy trong vòng vài dặm đều kinh sợ ọp ẹp kêu gào hào quang của vua thú là không bị cản trở như vậy mới ngoan tiêu nhất thiên đã đến cửa hang không thể không quay đầu lại giơ ngón tay cái lên với con hồ văn đen hồ văn đen chớp chớp mắt như thể nói thì ra chủ nhân mới muốn khẩu khí này tuy hang động rất sâu hang động cũng rất rộng rãi nhưng để duy trì sự riêng tư lối vào được thiết kế rất hẹp chỉ có thể chứa một người duy nhất cho nên hồ văn đen chỉ có thể ở bên ngoài đại ca tiếng gầm của hồ văn đen đã báo động đến các thành viên của huyết lang đoàn ở đầu kia của hang động bọn họ lần lượt chào đón anh ừ. Tiêu Nhất Thiên gật đầu, giao bà cụ và Lâm Ngạo Binh cho lăng ảnh, ra hiệu. Các cậu tìm một chỗ đánh thức bọn họ đi, thu xếp một chút. Lát nữa tôi có chuyện muốn hỏi. Vâng, đám người lang ảnh nhìn nhau cười. Đại ca, anh cứ yên tâm đi. Mười phút, mười phút sau, tôi hứa đại ca có yêu cầu gì, bọn họ sẽ phải ngoan ngoãn nói cái đó. Đám người lang ảnh ở bên cạnh tiêu nhất thiên nhiều năm như vậy, Họ đã ngầm hiểu Tiêu Nhất Thiên, họ đương nhiên biết sự sắp xếp của Tiêu Nhất Thiên ám chỉ điều gì. Không phải chỉ là tra tấn bức cung thôi sao? Lang Đồng và Lang Hồn vẫn đang luyện Long Đỉnh, tình luyện nội tạng của con mãng xà đen, không có thời gian để nhìn xung quanh, nhưng ngay cả khi không có Lang Đồng mê hoặc, Lang Ảnh và những người khác cũng có vô số cách để cậy miệng của bà cụ và Lâm Ngạo Bình dễ như chờ bàn tay. Vì vậy, Tiêu nhất thiên đi về phía bên kia của hang động một mình lang ảnh và những người khác đã mua rất nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày và thực phẩm dù cho có hơn chục người trong một tuần sàn nhà đã được lát tô từ lam và tô an nhiên đế hình ba người đang ngồi xung quanh giường tầng trò chuyện làng đồng và lang hồn đang đắm chìm trong tu luyện quỷ vương bóng đêm vẫn như cũ đứng ở cửa động gió núi thổi qua áo bào đen săn bắn và cả người giống như là cọc gỗ cắm ở nơi đó bất động cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa bố nhìn thấy tiêu nhất thiên tô an nhiên mừng rỡ nhảy dựng lên tràn đầy vui vẻ treo trên người của tiêu nhất thiên giống như một con mèo sữa nhỏ không thể rũ bỏ tiêu nhất thiên ôm cô bé vào lòng thích thú tô từ lam đứng dậy chú ý thấy vết máu trên người của tiêu nhất thiên cô lo lắng hỏi ông xã anh không sao chứ Bà xã đại nhân yên tâm. Tiêu Nhất Thiên lắc đầu cười nói. Em và An Nhiên còn ở đây chờ anh trở về. Anh làm sao mà dám để cho mình gặp chuyện chứ? Tổ tử Lam ôm chặt Tiêu Nhất Thiên. Cả gia đình ba người ôm nhau, rời ấm cơ thể cho nhau. Nói chuyện ngọt ngào, tiếng cười, bầu không khí ấm áp và yên bình. Đơn giản là làm cho người khác ghen tị. Như là... Đế hình ngồi một mình trên sàn nhà, nếu như nói, trước đó, Đề Hình có cảm tình với Tiêu Nhất Thiên, đối với Tiêu Nhất Thiên có hơi ảo tưởng, nhưng bây giờ, sau một thời gian ngắn tiếp xúc với Tô Tử Lam và Tô An Nhiên, đặc biệt là thấy gia đình ba người họ hạnh phúc, những dấu vết của tình cảm, những dấu vết ảo tưởng đó hoàn toàn bị phá vỡ trong tích tắc. Nói thật lòng, cô ta ghen tị với Tô Tử Lam, thực sự rất 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 rất, rất ghen tị. Đều là phụ nữ, Tô Tử Lam có một người chồng tốt yêu thương nhau và có một cô con gái dễ thương ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhưng còn cô ta thì sao cô ta có cái gì chứ chỉ sở hữu thân phận quận chúa có vẻ cao quý nhưng bị thân phận này giam cầm trong lòng từ nhỏ đến lớn không có tự do hạnh phúc không có bạn bè thực sự càng không có khao khát tình yêu hơn nữa bất hạnh không bao giờ đến đơn lẻ Cô ta trở thành công cụ trong tay của bố đế tiêu, bị chính đế tiêu đẩy vào hố lửa, trở thành nạn nhân của cuộc tranh chấp giữa đế hảo và đế khâm, trong khi không hề hay biết. Mặc danh kỳ diệu này mà cô ta trở thành vị hôn thê của Hoác Mãng, chưa từng có ai hỏi ý kiến của cô ta, chưa từng có ai quan tâm đến suy nghĩ của cô ta, chưa từng có ai quan tâm đến cảm nhận của cô ta. Cuộc sống của cô ta ngay từ đầu đã là một sai lầm, đích đến đã trở thành một thảm kịch càng nghĩ thì càng cảm thấy tùy thân, phiền muộn, thậm chí là tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt trong veo vô tình xuyên qua gông cùm nơi hốc mắt lăn dài, làm ướt đôi má tái xanh và hốc hác. Năm phút sau, quỷ vương bóng đêm đột nhiên quay lại, nhìn về phía tiêu nhất thiên, ông ấy hỏi. Nói đi, cậu đã làm cái gì? Ông ấy cho tiêu nhất thiên 5 phút để đoàn tụ cùng gia đình, ngay bây giờ đã đến lúc để vào việc chính. Tô Tử Lam sừng sốt, sau đó nhìn về phía quỷ vương bóng đêm. Sau đó cô chủ động bế Tô An Nhiên ngồi xuống sàn nhà. Rất thức thời, không muốn làm phiền cuộc đối thoại giữa Tiêu Nhất Thiên và quỷ vương bóng đêm. Nụ cười trên mặt của Tiêu Nhất Thiên từ từ thu lại. Anh trầm giọng nói, tôi đã làm những gì nên làm. Sau đêm này, ở thủ đô không còn nhà họ Tiêu và nhà họ Lâm cũng sẽ đổi chủ. Trước khi đi, Tiêu Nhất Thiên đã nói với quỷ vương bóng đêm, kẻ nên bắt, đã bắt kẻ nên giết đã giết bà cụ và lâm ngạo binh đã bị anh bắt giữ những người của nhà họ tiêu và nhà họ lâm cố gắng ngăn cản anh đều đã bị anh giết chết chỉ đơn giản vậy thôi nghe những lời này cả tô tử lam và đế hinh sắc mặt đều khẽ thay đổi trong lòng run lên nhà họ tiêu vẫn bị tiêu nhất thiên phá hủy sau đối với mối bất bình giữa tiêu nhất thiên và nhà họ tiêu ở thủ đô tô tử lam và đế hinh đều biết rõ nhưng mà Tô Tử Lam lo lắng cho sự an nguy của Tiêu Nhất Thiên. Đề hình thì nghĩ đến là sau khi Tiêu Nhất Thiên trả thù nhà họ Lâm, liệu bước tiếp theo anh có trả thù bố cô ta đế tiêu không? Tốt, rất tốt. Quỷ vương bóng đêm gật đầu, sau đó hỏi, hoác mãng, cầu giết chưa? Lúc trước, quỷ vương bóng đêm đã nói, cho Tiêu Nhất Thiên mượn cái vạc luyện Long đỉnh là để giúp Tiêu Nhất Thiên đột phá vì ông ấy hy vọng sau khi Tiêu Nhất Thiên đột phá Sẽ đi giết Hoác Mãng Không có Tiêu Nhất Thiên lắc đầu nói Tính mạng của Hoác Mãng vẫn còn có ích Quỷ vương bóng đêm cao mày hỏi Có ích là gì chứ Tiêu Nhất Thiên không có trực tiếp trả lời Mà là ẩn ý nói Quỷ vương đại nhân đừng lo lắng Hắn ta không thể ra khỏi thủ đô đâu Ngày cưới tôi sẽ ở trước mặt mọi người Ra tay giết tên trộm này Nghe những lời này Trái tim của Đế Hinh lại run lên Cô ta lờ mờ nghe thấy những lời nói của Tiêu Nhất Thiên ở bên ngoài đó. Đế Tiêu và Đế Khâm. Dù sao thì bọn họ cũng đều là hoàng tử rất cao quý. Cho dù Tiêu Nhất Thiên có oán hận những gì bọn họ đã làm trước đây, cũng không thể trực tiếp đến cửa hỏi tội bọn họ. Mà Đế Hạo là đối thủ của Đế Tiêu và Đế Khâm. Nếu muốn thoát khỏi thì rất nhanh, hoặc mãng. Hắn ta cũng là một người đàn ông táo bạo và dũng cảm. Một cao thủ của Minh Cảnh nếu đế hình không xuất hiện trong ngày cưới, đế hạo và hoắc mãng tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng mà tha cho đế tiêu. Cho nên, tiêu nhất thiên cố tình giữ lại mạng của hoắc mãng, đặc biệt cố ý đợi đến ngày cưới để làm chuyện này. Chẳng lẽ lại đầy thuyền theo dòng nước, mượn giao giết người sao? Một mũi tên trúng hài đích. Đế hình nhìn tiêu nhất thiên thật sâu, nước mắt vừa mới ngừng trào ra, cô ta không khỏi cảm thấy trong lòng lại có một trận đau lòng thầm nói, anh cũng không suy nghĩ đến cảm nhận của tôi sao? Ông ấy xứng đáng là bố ruột của tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ bị kẹp ở giữa, tôi nên giải quyết như thế nào đây?" Quỷ Vương Bóng Đêm hình như hiểu được ý đồ của Tiêu Nhất Thiên, gật đầu, "Đã như vậy rồi thì cứ như vậy đi." "Đi, tôi sẽ cùng cậu đi thẩm vấn bà cụ nhà họ Tiêu và Lâm Ngạo Bình." Tiêu Nhất Thiên có chút kinh ngạc, "Em cũng đi?" Tô Tử Lam lại đứng lên. Cô là vợ của Tiêu Nhất Thiên. Cô muốn biết mọi thứ về Tiêu Nhất Thiên. Tiêu Nhất Thiên không có từ chối. Bốn trong số tám người lang ảnh được gọi lại để bảo vệ Tô An Nhiên. Sau đó, Tiêu Nhất Thiên cùng với Tô Tử Lam và Quỷ Vương Bóng Đêm đi thẩm vấn bà Cụ và Lâm Ngạo Bình. Trong một góc nhỏ của hang động, bà Cụ và Lâm Ngạo Bình đã tỉnh dậy. Xung quanh là lang ảnh và những người khác. Cò giò run dày ở đó, trên người có những vết máu vẻ mặt đau đớn và sợ hãi không biết vừa rồi mình đã trải qua kiều tra tấn nào đại ca lang ảnh cả mặt đầy đắc ý có thể bắt đầu rồi tiêu nhất thiên trầm mặc nhìn về phía bà cụ và lâm ngạo binh sắc mặt lạnh như băng trầm giọng nói tôi hỏi hai người trả lời nhớ kỹ hai người chỉ có cơ hội lần này thôi từ chối trả lời hay là lừa dối tôi bằng những lời nói dối vô lý vậy thì chết bây giờ có ba vấn đề mà tiêu nhất thiên tôi quan tâm nhất nguyên nhân cái chết của ông nội nơi ở của bố còn có thân phận thật của mẹ ruột câu trả lời cho những câu hỏi này chỉ có thể được mở ra từ miệng của bà cụ và lâm ngọc binh cho nên hai người họ sống đến hiện tại mặc dù giờ phút này bà cụ đang vô cùng đau khổ nhưng sau khi nhìn thấy tiêu nhất thiên ánh mắt sợ hãi ban đầu của bà ta lập tức bị sát khí nồng đặc thay thế bà ta mắt điếc tai ngơ trước lời đe dọa của tiêu nhất thiên nhến răng nói trả lời câu hỏi của cậu đối với chúng tôi có lợi ích gì chứ lợi ích sao tiêu nhất thiên lạnh lùng nói bà đang cùng với tôi thương lượng điều kiện sao nếu không thì sao chứ bà cụ nói trả lời là cái chết không trả lời thì cũng chết tất cả đều là cái chết tại sao chúng tôi phải trả lời câu hỏi của cậu trước khi chết tôi còn phải làm vừa lòng cậu sao nghe ra ý có vẻ là có ý nghĩa lúc trước trong biệt thự của nhà họ tiêu bà cụ tin chắc rằng tiêu nhất thiên sẽ không dễ dàng dám giết bà ta kết quả tiêu nhất thiên đã không ngại ngần và dùng một nhát đao chém vào người của bà ta lúc đó bà ta thực sự sợ hãi thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết tuy nhiên khi bà ta tỉnh dậy như bà ta đã dự đoán từ trước Tiêu Nhất Thiên muốn từ trong miệng của bà ta có được câu trả lời, cho nên bây giờ bà ta càng thêm tự tin, lời nói của bà ta tự nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Chết với chết không giống nhau. Tiêu Nhất Thiên trầm giọng nói, nếu câu trả lời của bà làm tôi hài lòng, tôi sẽ làm cho cái chết của bà dễ dàng hơn. Nếu không thì... Tôi có cả trăm cách để khiến cho hai người sống không được mà chết cũng không xong. Đau đớn gấp ngàn lần, vạn lần so với hai người của hiện tại. Đến lúc đó hai người sẽ biết, thật ra chết cũng là một điều xa xỉ. Nếu không tin lời tôi nói, hai người có thể thử xem. Cha Tấn người, Tiêu Nhất Thiên là có thủ đoạn. Chiến đấu trong quân đội nhiều năm như vậy, đối mặt với đối thủ hung ác, Tiêu Nhất Thiên biết rõ hậu quả nếu như bị đối phương bắt được, có thể vui vẻ chết đi, đó thực sự là một điều vô cùng may mắn. Chết không đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ là muốn chết cũng không được, phải chịu đựng đủ mọi kiểu tra tấn, làm mất nhân tính. Sự tra tấn đủ để hủy hoại thân thể và ý chí của một người. Cậu! Bà cụ hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên, không khỏi nói. Tiêu Nhất Thiên đưa ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lâm Ngạo Binh bên cạnh hỏi. Lâm gia chủ, ông thì sao? Ông muốn chết như thế nào? Thân thể của Lâm Ngạo Binh không ngừng co giật. Trên cổ nổi gân xanh bạo phát giống như bà cụ lúc này cũng vô cùng đau đớn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của tiêu nhất thiên ông ta nghiến ra nghiến lợi nói tôi nói tôi nói hết chỉ giết một mạng không giống như bà cụ bà cụ muốn sống nhưng lâm ngạo binh thì đã không còn có ý niệm sống nữa lý do rất đơn giản gần một nửa số cao thủ ám cảnh viên mãn của nhà họ lâm đã bị lâm thanh uyển rút đi đi theo lâm thanh uyển những người còn lại bị chặt đầu và bị giết chết, bởi vì Tiêu Nhất Thiên, ông ta là trưởng tộc của nhà họ Lâm, trên thực tế đã đi đến cuối con đường bi thảm rồi. Cho dù Tiêu Nhất Thiên không giết ông ta, Lâm Thành Uyển cũng sẽ không bao giờ buông tha cho ông ta, cho nên bất luận thế nào thì ông ta cũng không thể thoát chết. Tốt, rất tốt. Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói, vậy thì bắt đầu nói từ cái chết của ông nội tôi đi. Tôi đã thu thập được đầy đủ bằng chứng cho thấy kẻ đứng sau vụ sát hại ông tôi hay nói cách khác một trong những kẻ đứng sau chính là ông đúng chứ về điều này bây giờ không có nghi ngờ gì nữa nếu không tiêu nhất thiên cũng sẽ không đến biệt thự nhà họ lâm để giết người bắt lâm ngạo binh đến đây không sai là tôi lâm ngạo binh không có phủ nhận nói thật là tôi sai người hạ độc mãn tính ông cụ tiêu để cho ông ta chết từng bước im miệng Nhìn thấy Lâm Ngọc Binh thừa nhận nhanh như vậy, bà cụ vội vàng rồi, muốn ông ta dừng lại. Thế nhưng Lăng Ảnh nhấc chân đá một cước vào miệng của bà cụ trời, im miệng, phải là bà già chết tiệt bà đấy. Còn dám nói ra câu đó, lão tử vặn đầu của bà cho rồi. Đối với những gì Tiêu Nhất Thiên gặp ngày trước, lang Ảnh và những người khác cũng cảm thấy như vậy. Cho nên, bọn họ cũng hận bà cụ đến tận xương tùy. Cú đá của Lăng Ảnh không hề nhẹ khiến cho bà cụ bị đạp ngã xuống đất một ngụm máu đục chảy ra tại chỗ cả hai răng hàm sau còn lý do thì sao tiêu nhất thiên phớt lờ lời của bà cụ hỏi thẳng lâm ngạo binh lúc đầu tôi đính hôn với lâm thanh uyển hai nhà tiêu lâm liên hồn vốn dĩ là điều tốt đôi bên cùng có lợi tại sao ông lại phải đột nhiên làm điều này với ông nội tôi chứ tất cả những bi kịch của năm năm trước đều bắt đầu từ cái chết của tiêu kinh tùng cho nên lâm ngạo binh đã sát hại tiêu kinh tùng quan trọng là bởi vì Lâm Ngạo Binh liếc nhìn bà cụ, do dự một chút sau đó nói. Bởi vì tại một bữa tiệc, ông của cậu đã nghe thấy những điều không nên nghe thấy, biết được bí mật của chúng tôi. Sau đó, ông ta tìm gặp tôi để đề nghị giải tán hợp đồng hôn nhân giữa cậu và Lâm Thanh Uyển. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể để cho ông ta chết. Nghe những lời đó, con người của Tiêu Nhất Thiên co rút đột ngột hỏi. Bí mật là gì? Về thân thế của cậu, Lâm Ngạo Bình nói. Lúc đầu, Lục Hoàng Tử Đế Khâm đã đích thân tìm tôi, nói với tôi rằng sau khi cậu ta xác minh, đã xác minh Đỗ Thanh Trúc không phải là mẹ ruột của cậu. Tôi với bố cậu là Tiêu Thanh Sơn lớn lên cùng với nhau, chúng tôi có một mối quan hệ rất tốt, tình cờ tôi biết được rất nhiều về ông ấy. Tôi đoán ra được mẹ ruột của cậu là ai. Đế Khâm phái người đi bắt, nhưng ở đó trống rỗng, vì vậy chúng tôi đã thảo luận trong bí mật đợi cậu và thanh uyển kết hôn dùng cậu làm mồi nhử để ép mẹ ruột của cậu lộ diệt nghe điều này trái tim của tiêu nhất thiên co rút kịch liệt quả nhiên lâm ngọc binh thực sự biết mẹ ruột của anh là ai cho nên tiêu nhất thiên nắm lấy tay của tô tử lam chỉ vào chiếc nhẫn ngọc huyết đang đèo ở trên tay của tô tử lam ra hiệu nói chiếc nhẫn này là của mẹ ruột tôi để lại đúng không lâm ngọc binh liếc nhìn đôi mắt vốn đã liêm diêm bỗng sáng lên như có chút kinh ngạc sau một lúc ông ta gật đầu nói đúng chiếc nhẫn này thực sự là thuộc về bà ấy tôi đã từng tận mắt nhìn thấy nó trên tay của bà ấy tiêu nhất thiên có chút kích động chẳng trách lúc trước đỗ thiết sơn nói bố anh là tiêu thanh sơn đã vô tình nhắc đến chiếc nhẫn ngọc huyết này có chút liên quan đến nhà họ lâm ở thủ đô hóa ra lâm ngọc binh thật sự biết nguồn gốc của nó hơn nữa lâm ngọc binh trước đây không chỉ từng nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc huyết này mà còn từng gặp mẹ ruột của tiêu nhất thiên bà ấy là ai câu hỏi này được hỏi ra ngay cả với khí chất của tiêu nhất thiên cũng không khỏi có chút trào dâng trong đôi mắt lạnh lùng khó có thể che giấu được sự hưng phấn và mong đợi họ của bà ấy là dạ tên đơn chỉ có một chữ dao dạ dao thân thể của lâm ngạo binh vằn vẹo vài cái dựa vào vách động đổi sang tư thế thoải mái hơn một chút Kỳ nói, trong mắt đau đớn chợt hiện lên một tia mê hoặc, giống như đang nhớ lại quá khứ, nhẹ nhàng nói. Bà ấy là một người vô cùng... vô cùng xinh đẹp, vô cùng dịu dàng, vô cùng tốt bụng, và là một người phụ nữ vô cùng bí ẩn. Nửa đời này tôi đã nhìn thấy vô số mỹ nữ, nhưng chưa từng có người phụ nữ nào thứ hai như bà ấy. Cậu gặp một lần, cả đời cũng không thể quên được. Dạ sao? Khi nghe thấy cái tên này, trái tim của Tiêu Nhất Thiên như bị thứ gì đó kéo mạnh, bất giác run lên đây chính là tên của mẹ ruột anh sau nghe thấy tên rất đẹp kể từ khi biết được thân thế của mình tiêu nhất thiên cũng đã hơn một lần tưởng tượng về mẹ ruột của mình sẽ có dáng vẻ như thế nào tên của bà ấy dáng vẻ của bà ấy thân phận của bà ấy tiêu nhất thiên đều đã tưởng tượng qua mà bây giờ cuối cùng thì từ miệng của lâm ngạo binh cậu cũng đã có câu trả lời họ của bà ấy là dạ tên là dạ dao hơn nữa sau khi nghe lâm ngạo binh mô tả về mẹ của mình là dạ giao đặc biệt là sau khi nhìn thấy biểu hiện say mê hấp dẫn của lâm ngạo binh tiêu nhất thiên cao mày ngay lập tức nhận ra rằng có điều gì đó không thích hợp mẹ kiếp nghe như thế nào trông như thế nào thì tên khốn lâm ngạo binh như có ý tứ gì đó về phương diện kia với mẹ dạ giao của anh vậy tiêu nhất thiên lạnh mặt đá vào ngực của Lâm Ngạo Binh. Sau khi đá xong, Lâm Ngạo Binh ho gần như ói ra máu. Sau đó sốt ruột hỏi, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Lâm Ngạo Binh ôm ngực ho khan một tiếng, sau đó mỉm cười ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên, bộ dạng như heo chết không sợ nước rồi nói. Cậu đá tôi cũng vô dụng thôi. Cho dù bây giờ cậu giết tôi, thì tôi cũng phải nói. Mẹ của cậu rất đẹp, đẹp như tiên nữ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà ấy, tôi đã thích bà ấy rồi. Nếu không phải do một sai lầm bị bố của cậu dẫn đầu, cậu căn bản sẽ không bao giờ đến được thế giới này đâu. Tiêu Nhất Thiên lại đá, chết tiệt, ở trước mặt anh nói ra những lời như vậy, thật sự là chán sống, nói đến dạ dao, ngay cả bà cụ cũng không nhịn được mà ngồi dậy, quay đầu, vành tai lên, vẻ mặt tràn đầy tò mò, từ lâu bà ta đã biết, Tiêu Nhất Thiên không phải là do Đỗ Thanh Trúc sinh ra bà ta đã bí mật điều tra danh tính và nơi ở của giả dao nhưng không tìm thấy gì cả cái gì cũng không tìm thấy ngược lại lâm ngạo binh thực sự biết lâm ngạo binh phun ra một ngụm máu ôm ngực ho khan một tiếng vươn đầu lưỡi liếm liếm vết máu trên khóe miệng cười đến sảng khoái cuồng dã nhớ lại hơn hai mươi năm trước bố của cậu tiêu thanh sơn phòng nhã hào hoa chúng tôi thích đi du sơn hỏa thủy, trải nghiệm cùng nhau núi kiềm cậu biết núi kiềm chứ đó là ở tỉnh Cam Lan, cao hơn 1.000 mét, giống như một thanh kiếm khổng lồ cắm trên núi, có khí thế kinh người, nó được gọi là vạn kiềm chi tôn. 30 dặm về phía tây núi kiềm, có một vực thẳm không đáy, viết rằng Lạc Nhật Uyên, có nghĩa là cho dù cậu có ném mặt trời vào, nó đều có thể nuốt nó. Lúc đó, bố của cậu và tôi đến núi kiềm chơi. Chúng tôi có xung đột với một số gia đình trong khu vực. Chúng tôi bị đuổi giết vì vậy, chúng tôi chạy trốn về phía Tây. Kết quả là bị người ở đó làm cho mắc kẹt ở Lạc Nhật Uyên. Bố của cậu là người vì chính nghĩa. Ông ấy kêu tôi chạy trốn một mình. Ông ấy vì tôi mà phá vỡ. Tôi không thể giữ được ông ấy. Nói cách khác, tôi không có dũng khí như ông ấy. Tôi sợ chết. Vì vậy, tôi đã bỏ chạy. Nhưng tôi không chạy xa. Tôi nấp sau một trong những ngọn đồi, nhìn lũ khốn đó bao vây bố cậu. Dù bố của cậu dũng cảm và giỏi chiến đấu, nhưng ông ấy chỉ có một mình, bên đó đông hơn ông ấy giết được hơn chục người cuối cùng bị thương nặng và rơi xuống vực lạc nhật uyên lúc đó tôi rất xấu hổ rất tội lỗi cảm động và rất đau khổ nghĩ thầm trong lòng dù thế nào thì tôi cũng phải tìm được thi thể của bố cậu đưa xác ông ấy về kinh đô để an táng cho tử tế cũng là biết ơn sự giúp đỡ của ông ấy cũng là cho lòng mình thoải mái một chút cho nên tôi đã ở lạc nhật uyên hơn hai tháng Tôi đã thử tất cả các phương pháp mà tôi có thể nghĩ ra, nhưng tôi không thấy gì hết. Ngay khi tôi thất vọng sắp bỏ cuộc thì ông trời đã mở mắt. Tôi tìm thấy một đường hầm. Hưng phấn, tôi cũng không nghĩ nhiều. Tôi đi đường hầm đi xuống, đi xuống, rồi đi xuống. Đi rất lâu, mọi người đoán xem tôi đã nhìn thấy gì ở cuối đường hầm. Lâm Ngọc Minh nói rất nhiều trong một hơi thở hơn nữa càng nói thì càng thích thú. Khi đến vấn đề quan trọng, tên khốn kia đột ngột dừng lại, mở to mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên. Vẻ mặt rất khó chịu như muốn nói, đoán đi, cậu đoán đi, màu đoán đi. Tiêu Nhất Thiên có ý muốn đâm chết ông ta, nhưng Tiêu Nhất Thiên kìm lòng không đậu, lạnh lùng nói, nhìn thấy mẹ ruột của tôi sao? Không đúng, Lâm Ngạo Bình lắc đầu nói, tôi đã nhìn thấy một thiên đường, thiên đường là có thật, hoa thơm chim hót, non sành nước biếc cho đến lúc đó tôi mới hiểu hết ý nghĩa thực sự của lạc nhật uyên không phải lạc nhật uyên sâu như thế nào mà là thiên đường mảnh thiên đường đó giống như là hang động này trong vách đá của vực thẳm lạc nhật uyên vào mỗi một buổi chiều khi mặt trời lặn về phía tây mặt trời sẽ chiếu vào mảnh thiên đường đó ánh vàng rực rỡ bà mẹ ruột của cậu dạ dao là chủ nhân của thiên đường đó là bà ấy bà ấy đã cứu bố cậu nói đến đây khuôn mặt của lâm ngọc binh đột nhiên lộ ra vẻ nghiêm nghị lạnh lùng ông ta ậm ừ nói trước đó tôi rất biết ơn bố của cậu hơn hai tháng tôi đều tìm ông ấy kết quả tôi coi ông ấy là anh em tốt ở bên ngoài xấu hổ tiếc nuối ông ấy trong họa có phúc có người đẹp bầu bạn nên chết nếu không phải ông ấy nhất định là phải để tôi trốn thoát một mình nếu tôi cùng ông ấy chiến đấu đến chết, cùng nhau rơi vào lạc nhật uyên, cùng nhau được giả giao cứu, cùng nhau cạnh tranh công bằng, ai có thể chiếm được trái tim của giả giao thì còn chưa biết đâu. Giữa các ngôn từ sát khí đằng đằng, tiêu nhất thiên không ra tay, làng ảnh đã không thể kìm được nữa, anh tan đá vào đầu của Lâm Ngạo Binh nguyền rùa. Cạnh tranh kết đầu của ông nhát gan, vong ân bội nghĩa, không dám đồng cam cộng khổ, lại muốn có phúc cùng hưởng cái đồ đê tiện như ông mà cũng xứng đáng nói về hai từ anh em sao? tôi phỉ nhổ. một số thành viên khác của huyết lang đoàn cũng lao tới hướng về phía lâm ngạo bình nói với vẻ khinh thường phỉ nhổ vào mặt của lâm ngạo bình những người ích kỷ sẽ luôn luôn có loại logic này người khác giúp mình lại coi việc đó là điều hiển nhiên từ trước tới giờ chưa bao giờ tìm nguyên nhân từ mình nhưng toàn cố gắng trốn tránh trách nhiệm truyền đạt ý tưởng cho người ta chuyện này sinh đố kỵ sau đó hận thù vì ghen tị Hơn nữa ông ta bày ra vẻ mặt đê tiện vô liêm sỉ Đặt mình vào vị trí nạn nhân mà ra tay tàn bạo với người khác Lâm Ngạo Bình chính là loại người này Sau đó thì sao Tiêu Nhất Thiên cũng lười quan tâm đến chuyện này với Lâm Ngạo Bình Hỏi sau đó xảy ra chuyện gì Sau đó sao <laughs> Lâm Ngạo Bình nghiến rằng nói Tôi ở đó tổng cộng ba ngày Sau khi vết thương của bố cậu đỡ hơn Dạ sao đã đuổi chúng tôi ra khỏi thiên đường đó dặn chúng tôi không được kể về bà ấy. Tôi từng hỏi bố cậu, ông ấy và dạ giao ở cùng nhau hơn hai tháng, có phải cùng dạ giao xảy ra chuyện gì rồi không? Ông ấy nói, không có. Lúc đó tôi tin lời nói vô nghĩa của ông ấy. Tôi còn có chút vui mừng, nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội. Sau khi trở về thủ đô, chưa đầy một năm sau, bố cậu đột nhiên kết hôn với Đỗ Thành Trúc. Còn có một đứa con, tôi lại càng tin vào lời nói vô nghĩa của ông ấy tôi ngày đêm nghĩ đến dạ dao thầm nghĩ sau lưng ông ấy lén lút đi tới lạc nhật uyên mấy lần còn muốn cùng với dạ dao tiếp tục ai từng nghĩ khi tôi quay trở lại lần nữa đường hầm trước đó dường như đã biến mất giữa làn không khí loãng không có bất kỳ dấu vết nào tất cả dường như chỉ là một giấc mơ dần dần tôi cũng chết tâm cho đến khi tôi biết cậu không phải là con ruột của đỗ thanh trúc cho nên tôi liền nhận ra là bố của cậu lừa tôi cho nên tôi muốn trả thù, tôi liên thù với lục hoàng tử đế khâm, khiến cho gia tộc của cậu bị hủy hoại. <laughs> Sau khi nói xong, Lâm Ngọc Binh bật cười một cách vô tư, giống như một kẻ mất trí, chút bỏ mọi sự giả vờ và mọi cánh nặng tâm lý. Ông ta sắp chết một cách hào phóng, đó gọi là một sự điên rồ. Đại ca, là ảnh cả giận, túm lấy cổ áo của Lâm Ngọc Binh nhấc bồng ông ta lên hỏi, anh muốn xử lý ông ta như thế nào đây? Đợi đã, Tiêu Nhất Thiên lắc đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Ngạo Binh tiếp tục hỏi. Với thực lực của ông nội, ông hạ độc ông ấy, ông ấy không thể không biết. Tôi muốn biết, ông đã làm như thế nào? Đối với một cao thủ ám cảnh viên mãn mà nói, cho dù là độc dược mãn tính thì cũng không thể bất tỉnh. Biết rồi thì như thế nào chứ? Lâm Ngạo Binh hừ lạnh nói. Đế Khâm muốn ông ta chết, ông ta phải chết. Nếu ông ta không chết, toàn bộ nhà họ tiêu sẽ được chôn cất cùng hơn nữa lâm ngạo binh trầm mặc nhìn bà cụ cười nói kế hoạch của chúng tôi có thể tiến hành thuận lợi nói ra rất cảm ơn lão phu nhân đã bí mật trợ giúp làm bà ta bà ta bắt được người của chúng tôi phái đến hạ độc còn không có ngăn cản rõ ràng là ông nội của cậu đối với hai bố con cậu rất có hy vọng cũng hy vọng có thể ủng hộ bố cậu làm trường tộc của nhà họ tiêu lòng của bà ta bất mãn cũng không muốn ông nội của cậu sống cản đường của bà ta trước sau gì thì cũng chết lâm ngạo binh lúc này không chút lưu tình không ngần ngại mà lôi bà cụ xuống nước là như thế sao tiêu nhất thiên quay lại nhìn bà cụ bà cụ mặt mày u ám vốn dĩ bà ta còn muốn sử dụng những bí mật mà bà ta biết được như một con bài mặc cà để đổi lấy cơ hội sống sót kết quả cái tên ngu lâm ngạo binh này đã nói tất cả những gì bà ta có thể biết và không thể nói toàn bộ đều nói ra hết hơn thế nữa ông ta còn biết nhiều hơn bà ta bây giờ số bí mật trong tay bà ta càng ngày càng ít đi không còn đủ để cứu mạng mình nữa chết e rằng nó không còn xa nữa vì vậy bà ta hung hăng chừng mắt nhìn lâm ngạo binh có ý muốn làm cho lâm ngạo binh nghẹt thở nghiến răng hư lại nói đúng là tôi làm đấy tôi chỉ muốn để tiêu kinh tùng chết đi một cách thoải mái chết mấy người nhà họ tiêu các người tất cả đều phải chết bà cụ đưa mắt nhìn tiêu nhất thiên cùng với tiêu nhất thiên bốn mắt nhìn nhau cái nhìn cay độc giữa hai hàng lông mày này cứ như thể không phải là bà ta là người đã hủy hoại cả nhà họ tiêu cả nhà của tiêu nhất thiên mà là tiêu nhất thiên đã hủy hoại gia đình của bà ta vậy đó là một sự hận thù từ tận sâu trong tim hận đến tận xương tùy trong lòng của tiêu nhất thiên có hơi loạn ở bên trong dường như có những bí mật ẩn giấu mà anh không biết vì vậy Tiêu Nhất Thiên bình tĩnh hỏi, "Lý do là gì? Nhà họ Tiêu không bạc đãi bà, tại sao bà phải làm chuyện phản nghịch này chứ?" Trong ấn tượng của Tiêu Nhất Thiên, từ lúc anh có thể nhớ lại, địa vị của bà cụ trong nhà họ Tiêu ở thủ đô là rất cao quý, bên ngoài ông nội Tiêu Kinh Tùng làm chủ, bà ta làm chủ ở bên trong, mọi việc lớn nhỏ của nhà họ Tiêu hầu như đều do bà ta định đoạt. Tiêu Nhất Thiên nghĩ không ra bà ta còn có điều gì mà chưa biết đủ lại thực sự muốn coi nhà họ tiêu như kẻ thù chứ không bạc đãi sao không bạc đãi cái rắm ấy bà cụ chế nhạo khịt mũi phun ra một bãi nước bọt đầy máu nói dứt khoát nhà họ tiêu bắt nạt người khác phá hỏng hạnh phúc của đời tôi đã giết người tôi yêu nhất trong đời này bọn họ cho tôi là nợ tôi tôi xứng đáng hơn nữa còn không đủ mãi mãi cũng không đủ cả nhà họ Tiêu nên được chôn cùng người yêu của tôi. Càng nói bà cụ càng tức giận. Người yêu sao? Vẻ mặt của Tiêu Nhất Thiên trở nên nghiêm túc hơn, quả nhiên có một câu chuyện. Chính nghe bà cụ tiếp tục nói, người yêu tôi, ông ấy họ Ngô, tên là Ngô Đông Thăng. Tôi và ông ấy cùng nhau lớn lên là thanh mai trúc mã, sau khi trưởng thành, chúng tôi hạnh phúc, chúng tôi yêu nhau là người nhà họ Tiêu, lúc đó chính là tộc trường của nhà họ Tiêu, tức là ông nội của cậu, cái người không chết kia. Ông ta nhìn chúng huyết thống của tôi, muốn tôi gà vào nhà họ Tiêu, thông qua phương thức liên hồn, dung hợp huyết thống, cải tạo lại huyết thống của nhà họ Tiêu, thế nên ông ta đã tìm được bố tôi. Trong mắt bố tôi, nhà họ Tiêu rất cường đại, không có khả năng xúc phạm. Hơn nữa, một khi leo lên nhà họ tiêu, tôi có thể bay lên cành cây trở thành phượng hoàng ông ta cũng có thể lên như diều gặp gió cho nên ông ấy ép tôi kết hôn với ông nội tiêu kinh tùng của cậu mục đích của cuộc hôn nhân giữa các gia đình lớn chưa bao giờ là thuần túy dù là để thương mại thăng tiến hay là để hòa hợp huyết thống đối với cái gọi là tình yêu không đáng nói như người ta đã nói không có lợi thì ai dậy sớm mà hôn nhân nó chỉ là một công cụ một cách thức và một phương tiện để giành lấy lợi ích hiển nhiên cuộc hôn nhân giữa bà cụ và tiêu kinh tùng là nạn nhân của lợi ích gia tộc sau khi kết hôn với tiêu kinh tùng chưa đầy nửa năm tôi đã mang thai đứa con của ông ta chính là bố của cậu tiêu thanh sơn sự thật chứng minh sự dung hợp giữa hai dòng máu quả thực đã được cải thiện đáng kể trên người của bố cậu huyết thống của bố cậu mạnh hơn và tài năng hơn ông nội của cậu nhưng đây không phải là điều tôi muốn không phải bà cụ gần như giống lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói, tôi không cam tâm, cho nên tôi vẫn giữ liên lạc riêng với Đông Thăng, chúng tôi vẫn yêu nhau, chúng tôi hẹn hò bí mật đến khách sạn để mở phòng, cho đến khi tôi mang thai đứa con thứ hai, chú hai của cậu, Quốc Nguyên. Nó là con của tôi và Đông Thăng, nó là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Nghe đến đây, Tiêu Nhất Thiên thực sự sừng sốt, không ngờ tới, thật sự chưa bao giờ ngờ tới hóa ra bố cậu tiêu thanh sơn và chú hai của cậu tiêu quốc nguyên lại là hai anh em cùng mẹ khác cha còn bà cụ cắm sừng ông nội tiêu kinh tùng mang thai đứa con của người yêu cũ chẳng trách chẳng trách thái độ của bà cụ đối xử với nhà tiêu thanh sơn và nhà tiêu quốc nguyên không giống nhau bà ta một lòng muốn chấn áp gia đình của tiêu nhất thiên một lòng ủng hộ tiêu quốc nguyên tôi đang rất vui vẻ tôi rất hạnh phúc bằng xương bằng thịt của tôi và của đông thăng còn có thể dùng cách thức này mà trả thù bố tôi, trả thù nhà họ Tiêu, nhưng giấy dù sao cũng không gói được lửa. Sau này chuyện giữa tôi và Đông Thăng bị bố tôi phát hiện. Khi biết tôi đang mang thai đứa con của Đông Thăng, ông ấy vô cùng tức giận. Ông ấy không chỉ dùng cánh tay để đánh tôi mà còn bắt tôi giết chết đứa con trong bụng, còn giết người nhà họ Ngô, bao gồm cả Đông Thăng, giết hơn chục người nhà họ Ngô nên chết. Ông ấy nên chết đôi mắt của bà cụ lúc này vừa giữ như hồ vừa hung ác như sói lạnh lùng nói vì vậy để giữ đứa trẻ tôi đã khiến cho ông ấy biến mất khỏi thế giới này hoàn toàn biến mất để ông ấy xuống dưới cừu tuyền chuộc lỗi với đông thăng phải nói rằng đây thực sự là một câu chuyện bi thảm theo một cách nào đó có lẽ chuyện xảy ra với bà cụ đáng được thông cảm nhưng những gì bà ta đã làm vẫn không thể tha thứ tiêu nhất thiên trầm giọng nói sau này xảy ra chuyện gì ông nội cũng phát hiện ra sự thật sau không có bà cụ lắc đầu nói ông ta như một tên ngốc bị tôi chơi trong lòng bàn tay ngủ ngốc thay tôi nuôi lớn con của tôi và đông thăng nhưng bởi vì huyết thống của đông thăng không đủ tốt huyết thống của quốc nguyên kém hơn nhiều so với bố của cậu vì vậy tên khốn kiếp tiêu kinh tùng hy vọng vào tương lai của nhà họ tiêu toàn bộ đều đặt vào hai bố con cậu muốn bố của cậu kế thừa chức vị gia chủ như vậy thì cũng thôi đi. Ngược lại, bố cậu thực sự đã kết hôn với người phụ nữ khiêm tốn Đỗ Thanh Trúc, còn sinh ra đứa con trai nghịch tử là cậu. Nhà họ tiêu không phải muốn cải thiện huyết thống sao? Không phải chú ý đến môn đăng hộ đối sao? Đối với tôi mà nói, đến lượt Đỗ Thanh Trúc, sao lại thay đổi rồi? Huyết thống, huyết thống, huyết thống, tất cả là vì huyết thống. Tôi ghét cái thói đạo đức già của nhà họ tiêu và ghét dòng máu bần thiều của nhà họ tiêu bất cứ ai có dòng máu của nhà họ tiêu tất cả đều nên chết cho nên tôi mở một mắt nhắm một mắt để cho đế khâm và lâm ngạo binh giết chết tên khốn nạn tiêu kinh tùng sau đó để cho gia đình ba người của cậu chết để cho quốc nguyên lên làm người đứng đầu nhà họ tiêu nực cười thật nực cười nhà họ tiêu đã làm đủ mọi cách để tính toán và lên kế hoạch người cuối cùng ngồi vào vị trí gia chủ thực sự là con trai của tôi và đông thăng không có chút huyết thống nào của nhà họ tiêu cả. Các người nói xem, thật nực cười có phải không? Thật nực cười có phải không? Cậu đã đột nhập vào biệt thự của nhà họ tiêu, giết rất nhiều người trong nhà họ tiêu. Tôi cũng đã sử dụng vũ khí giấu kín để giết càng thêm nhiều người nhà họ tiêu. Nói ra, chúng ta cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta nên lấy những gì chúng ta cần mới đúng. Nói đến cuối cùng, bà cụ cũng giống như Lâm Ngạo Binh vừa rồi bà ta rơi vào trạng thái tự tin gần như là phát điên. Cho dù thân thể đang đau đớn tột cùng, cũng không ngăn nổi cơn điên cuồng cuối cùng của mình. Làng ảnh quật bà cụ xuống phiến đá ở dưới chân trời, đổ xúc sinh. Một khi phụ nữ chơi hết mình, độ tàn bạo không thua gì đàn ông, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tại thời điểm này, có chút giống với tên biến thái Lâm Thanh Uyển. Tiêu Nhất Thiên hít một hơi thật sâu, không khỏi cảm thấy trào sâng. Hôm nay đúng là như dự đoán của Tiêu Nhất Thiên, anh đã được hỏi rất nhiều bí mật chưa biết đến, bao gồm danh tính của mẹ ruột Dạ Dao và nguyên nhân thực sự về cái chết của ông nội Tiêu Kinh Tùng, bao gồm cả những ân oán giữa bà cụ và nhà họ Tiêu, Lâm Ngạo Bình và bố anh Tiêu Thanh Sơn. Lượng thông tin quá lớn, ngay cả Tiêu Nhất Thiên nhất thời cũng có chút khó tiêu hóa, tay phải đột nhiên siết chặt. Tô Tử Lam nắm lấy tay của Tiêu Nhất Thiên, hơi siết chặt lại, an ủi nhìn anh. Hai người nhìn nhau, Tiêu Nhất Thiên gượng một nụ cười trên khuôn mặt của mình, tâm trạng chán nản của anh đột nhiên tốt lên rất nhiều. Sau đó, Tiêu Nhất Thiên lại nhìn về phía Lâm Ngạo Binh và bà cụ, lạnh lùng nói. Hai câu hỏi cuối cùng, bố tôi, ông ấy đang ở đâu? Lâm Ngạo Binh lắc đầu, bà lão nói, khi cậu bị bắt ở hải thành nó nhận được tin tức thì liền chạy đến hải thành cứu cậu trên đường đến hải thành tôi đã phái người mai phục vốn dĩ người của tôi đã làm nó bị thương nặng suýt chút nữa chỉ cần một chút nữa là có thể giết chết nó không ngờ tới có người cứu được người khác cứu đi rồi từ đó đã mất tích tròn năm năm rồi năm năm này tôi ăn không ngon ngủ không yên đóng cửa tu hành tôi lo lắng nó quay lại tìm tôi để trả thù cho nên giống như cậu tôi cũng muốn biết tung tích của nó sau đó giết nó phụ nữ đều là động vật theo cảm tính năm đó gia tộc liên hôn cái chết của ngô đông thăng hiển nhiên đã ảnh hưởng rất lớn đến bà cụ thậm chí còn khiến tâm lý của bà ta gần như méo mó cho dù tiêu thanh sơn là máu thịt của bà ta trong người cũng có nửa dòng máu của bà ta bà ta cũng quyết tâm dồn tiêu thanh sơn vào chỗ chết có lẽ trong mắt của bà ta trong lòng của bà ta sự ra đời của tiêu thanh sơn đã là một sai lầm lớn đó là vết nhơ của bà ta dù thế nào đi nữa tiêu thanh sơn đã được cứu đi rồi vẫn chưa chết đây chắc chắn là một tin tốt đối với tiêu nhất thiên chỉ cần chưa chết sớm muộn gì cũng có một ngày tiêu nhất thiên cũng có thể tìm ra tung tích của tiêu thanh sơn vậy đoàn quốc tuấn thì sao tiêu nhất thiên hỏi con trai của nhà họ đoàn ở tỉnh giang nam lúc trước xuất ngũ giữa chừng bị tai nạn xe cộ rồi biến mất không tung tích có phải là các người ra tay không nhắc đến đoàn quốc tuấn làng ảnh và những người khác cũng đang mong chờ sau tất cả đoàn quốc tuấn cũng là một thành viên của huyết lang đoàn và là chiến hữu của bọn họ đó là anh em của họ đúng không bà cụ nghĩ cũng không thèm nghĩ thản nhiên nói chỉ là một cái hỗn tạp nhỏ cứ nhiên dám phá hỏng việc tốt của tôi, đương nhiên là trực tiếp giết đi, nếu không giữ hắn cho năm mới sao? Lời nói của bà cụ vừa dứt, làng ảnh và những người khác rất tức giận mà lao lên, giữ cho bà ta sống. Đồng từ của tiêu nhất thiên co rút đột ngột, sát khí giống như bắn vào mắt, nhưng anh vẫn ngăn cản đám người lang ảnh lạnh lùng nói. Bà ta đã làm nhiều chuyện ác độc, trên thân đầy máu và nợ nần, nên chết, nhưng không thể để cho bà ta chết dễ dàng như vậy sống không bằng chết. Đó là hình phạt mà bà ta đáng phải chịu đựng. Giết chết, đền mạng, còn chưa đủ để chút giận của Tiêu Nhất Thiên. Đại ca yên tâm, chúng tôi hiểu. Nói rồi, Lăng ảnh gật đầu, vươn tay nắm lấy vai của bà cụ, lôi bà ta vào góc tối đối diện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Chiến Vương, tác giả Phương Thốn Sơn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất. Về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện vô tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.